theo lời Phật dạy để nuôi nuôi lớn cái tâm từ bi của ta làm cho cái tâm thương yêu ở trong ta mỗi ngày nó thêm lớn lên tại vì cái tâm thương yêu cái tâm từ bi á à, phải đúng pháp phải ứng dụng phải biểu hiện phải chia sẻ phải hiến tặng đúng pháp cho nên nó đòi hỏi mình phải phải thể hiện qua hành động chứ không phải chỉ ở lời nói nói là tôi từ bi tôi thương yêu mọi người mọi loài nhưng cái lời nói đó phải biến thành hành động nó là cái cách sống cách nghĩ cách nói và cách làm của của chúng ta nó tràn đầy những cái năng lượng của từ bi nó từ cái động lực cái tâm thương yêu mà thúc đẩy để, để ta nói ra một lời nói nào đó có khả năng giúp cho mọi người hiểu nhau giúp cho mọi người xóa bỏ những cái nghi kỵ hàng gắn xây dựng tác thành lời nói đó không có những cái ngụ ý vẫn đục trói buộc trong khổ đau. Chúng ta thường nói hiến tặng cho họ một cái cái chiếc áo để họ mặc không có bị mũi mòng cắn, không có bị gió lạnh thấm vào người. Hiến tặng cho cái áo, hiến tặng cho cái chân, cho cái mùng hiến tặng cho căn nhà tình thương. Ở ngoài đời bây giờ có đi các đoàn từ thiện các cái tổ chức trong Phật giáo mình vậy cũng có đi đến những cái vùng mà người ta còn cuộc sống khó khăn mình tặng cho họ căn nhà tình thương. Cái đồng tiền để để mua vật liệu xây dựng á nó xuất phát từ cái tình thương cho nên dùng cái từ là xây nhà tình thương rất là hay đấy là ta biến tâm từ bi chúng ta ra hành động để giúp cho họ có cái chỗ trú mưa trú nắng cho nên từ bi nó không phải là một nguyên tắc sống mà nó là một cái năng lượng luôn luôn phải kích hoạt cái năng lượng đòi hỏi phải được biểu hiện cụ thể qua lời nói qua việc làm qua suy nghĩ, coi như cái phong độ của một người phật tử, của một người tu phải tràn đầy cái 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 năng lượng đó chứ không phải nó là một nguyên tắc đọc ra bao nhiêu điều uh, uh, lệ, bao nhiêu quy chế rồi đâu vẫn, vẫn mà nó là một cái năng lượng, cái năng lượng này không phải nằm yên mà cái năng lượng này phải kích hoạt mỗi giờ mỗi phút mới có thể hàng gắn xây dựng mới có thể hóa giải mới có thể giúp cho mọi người uh, chuyển hóa khổ đau và cùng cái nuôi dưỡng tâm bộ đề để họ cùng tu tập hầu có được an vui uh, hạnh phúc như chúng ta khi nói lên từ bi tức là nói đến cái cái hành động hay là lời nói hay suy nghĩ làm thế nào để hiến tặng cái tình thương của của ta hiến tặng cái tâm từ bi của ta, cái tâm thương yêu của ta cho ai đó nhưng cái tình thương của ta không để lại hệ lụy không để lại khổ đau, không để lại trói buộc, nó không giam hãm ta và cái người mà nhận bị khổ đau, bị giam hãm, bị tù túng. cho nên từ là ban cho cái niềm vui nhưng cái niềm vui đó nhiều khi nó chỉ là cái bóng dáng cái ảo ảnh chứ nó không phải thực vui đó rồi khổ đó mới vui cười đó mới ôm ấp đó nhưng sau sau cái nụ cười đó là để lại một cái hậu quả lo lắng sợ hãi bất an khổ đau chúng ta có thể từ cái nghĩa này mà suy, suy diễn ra ở mọi sinh hoạt của xã hội. tôi nói đơn giản thôi. các bạn trẻ gặp nhau rồi đồng cảm với nhau trong một khoảnh khắc nào đó đưa đến những cái luyến ái rồi thân cận với nhau cái giây phút thân cận nó 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 chống vánh lắm nó ngắn ngủi nụ cười đó nhưng sau đó để lại cái hậu quả làm cho phải sợ hãi nơm nớp bất an cho nên những đứa bé mà cái nghiệp duyên của nó ở trong cái khoảnh khắc đó đó cho nên khi đứa bé đó ra đời nó cũng sợ hãi nó có cái bệnh tự kỷ nó tránh né nó trốn lánh tại vì ngày xưa mẹ nó và bố nó gặp nhau trong cái khoảnh khắc cũng lén lút, cũng sợ hãi, cũng lo lắng, cũng bất an. cho nên cái tư tưởng đó, nó, nó làm cho đứa bé đó cũng cùng cái nghiệp lực đó, cho nên nó sanh ra đời, nó cái, cái tiếng, cái gương mặt nó không có tươi. nó cũng luôn luôn nó nó trốn lánh nó tránh né nó sợ hãi vì cái chủng tử cái hạt giống đầu tiên của nó là hệ lụy các khổ đau cho nên khi nói từ tức là hiến tặng cái niềm vui nhưng không để lại hệ lụy khổ đau thì cái từ như vậy mới thực sự là an vui cái nụ cười như vậy nó mới tươi chứ nó không có gượng người việt nam chúng ta có cái từ hay lắm cười gượng quý phật tử hiểu cười gượng thế nào rồi Hay không cười gượng nếu mà mình phân tích cho kỹ trong cái nụ cười nó nó thấy nó méo nó không có tươi không có vui tâm nó vẫn sầu não à, khô héo cho nên từ là hiến tặng tình thương hiến tặng niềm tin hiến tặng cho người có cái sự bình yên an vui và không để lại cái hậu quả đưa đến khổ đau hệ lụy tù túng giam hãm và đòi lạc thế cho nên chúng ta phải phải biểu hiện cái đạo lý này qua hành động hàng ngày chúng ta đều đều phải uh, trong sinh hoạt đi đứng ngồi nằm trong cái uh, công việc ở nhà ở học đường ở xã hội chúng ta đều phải thể hiện cái cái cái, cái tâm từ bi qua wow, phong độ của ta bằng cái tâm từ bi thương yêu thương người như thể thương thân mình thấy mọi người khổ đau như chính mình khổ đau cho nên nho giáo thì đức thánh khổng có nói thế này tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu hậu thiên hạ, à, chi lạc, nhi lạc, tiên là trước, lo trước cái lo của thiên hạ, tiên thiên hạ chi ưu, cái lo của thiên hạ, thiên hạ chi ưu, tức là cái lo lắng sợ hãi của thiên hạ. chúng ta ở dưới bầu trời, cho nên gọi, chúng ta gọi mọi người là thiên hạ thiên là trời hạ là ở dưới chúng ta ở dưới bầu trời cho nên tiên thiên hạ chịu nhiều lo trước cái lo của mọi người hậu thiên hạ chi lạc như lạc vui sau cái vui của mọi người đó là cái tâm của người quân tử thì chúng ta học phật cũng là để học những cái tính nết của thánh hiền thôi thánh hiền thì cao siêu quá tính nết của hiền nhân của quân tử cho nên khi nói đến cái tâm từ là không phải là một lý thuyết không phải là một cái quy chế không phải là một cái nguyên tắc hàng ngày chúng ta vẫn đọc những cái quy cái quy chế đọc cái nội quy, đọc cái quy ước nhưng mà đọc để làm gì? Đọc để nhắc nhở xem nửa tháng vừa qua mình đã làm được bao nhiêu phần trăm. Ứng dụng những cái điều này vào trong đời sống hàng ngày được bao nhiêu phần trăm để từ đó chúng ta khắc kỷ phục lễ tự khép mình vào trong một cái phạm trù đạo đức để đưa thân và tâm chúng ta trở về với đạo lý sống đúng với cái lễ phép từ là hiến tặng niềm vui hiến tặng niềm tin hiến tặng uh, cuộc sống trong đó nó bao gồm cả vật chất và tinh thần nhưng không được để lại hệ lụy khổ đau cho người và cho mình. Như vậy mới thực sự là từ bi. Cho nên cái chữ từ đó theo thế gian đó là yêu thương. Thì đối với đạo Phật, Đức Phật cũng có cái tâm thương yêu vậy, cũng biết yêu người vậy, nhưng cái cái tình yêu của của Đức Phật tình tình yêu mà Đức Phật dạy không để lại trói buộc giam hãm tù túng trong một cái, cái 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 tiểu ngã vì vậy gọi Phật là đại từ cái tình yêu của thế gian nó nằm ở trong cái cái phạm trù nhỏ hẹp tôi yêu bạn nhưng với điều kiện là bạn phải yêu tôi phải không tôi yêu bạn tôi chăm sóc cho bạn mà bạn phản bội tôi không yêu tôi thì cái tình yêu đó nó trở thành cái tình thù hận vì vậy chém giết nhau mới đầu ấp tay gối đó mà giết nhau mà đâm nhau mà hại nhau vì nó nằm trong cái 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 phạm vi nhỏ hẹp và nó giam hãm nó trói buộc tình yêu đó là hữu ngã cái tình yêu của Đạo Phật là vô ngã. Nên người tu tập, á, à, sống cái đời, sống phạm hạnh, à, không vướng bận trong gia đình, à, để gì? Để mình mới mở tâm mình ra, mình mới có thể là nghĩ đến mọi người. Có cái lợi ích gì, mình cũng nghĩ đến mọi người, chứ không có riêng tư. Trước đây có cái anh, tên là anh Tòng, Bây giờ anh ấy định cư ở bên Mỹ rồi. Ngày xưa đó, ảnh là người Phật tử, đệ tử của uh, sư cụ Hành Trụ ở Đông Hưng. Uh, lúc nhỏ đó thì ảnh uh, cũng thường đến chùa và ảnh là người dạy học Anh văn cho tôi. Thân 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 tình ảnh có tâm tốt lắm. Ảnh nói bữa đó còn còn đi đón con của con buổi chiều đi đón con của con nhưng chưa đi đến trường đó thì con chạy bị một cái anh xe đó ảnh chạy nhanh quá ảnh cúp qua cái đầu xe con mạnh quá thì con mất thăng bằng con ngã xuống cái tông rất mạnh thì con ngã xuống trong ý niệm con ngã xuống đó thì tự nhiên con nhớ ô giờ này ai sẽ rất con của con đi học về rồi ai sẽ chăm sóc cho vợ con cái ý niệm đầu tiên là vợ ý niệm đầu tiên là con nó xuất hiện sau đó anh không biết gì hết đến khi đưa vào nhà thương à, may mắn là nó không có việc gì thì ảnh mới lên chùa ảnh chia sẻ với tôi nói, thầy thấy đúng là cái tình yêu ở thế gian á nó trói buộc nó giam hãm không có một ý niệm chia lìa trong kinh tứ thập nhị chương đức phật có nói nhân phiền ư thê tử sát trạch thẩm ư lao ngục lao ngục hữu tán thích chi kỳ thê tử vô vĩnh ly chi niệm người đời bị ràng buộc trong gia đình vợ con giống như những người bị tù đài trong ngục nhưng những người bị tù bị giam ở trong ngục á, còn có ngài được phóng thích, còn có ngài được được về nhà, nhưng giam hãm trong gia đình, trong vợ con, trong luyến ái đó đó, không có một niệm xa rời. đó, vừa gục xuống tự nhiên cái ý niệm đó xuất hiện, rồi ai rước con mình, ai chăm sóc gia đình mình, ai lo lắng cho vợ con mình, lúc cận tử nghiệp á may là anh còn sống chứ nếu anh chết á anh chết mà trong lúc đó anh chết rồi thì cái cận tử nghiệp đó nó nghĩ cái gì thần thức nó sẽ theo cái đó nó đi cho nên nhiều khi á trước làm cha nhưng đầu thai trở lại làm con làm cháu đức phật dạy người tu là sống thoát ly tức là xuất gia tức là phải rời khỏi cái đời sống ràng buộc luyến ái của gia đình như vậy chúng ta mới có thể có cái không gian rộng rãi và có cái tình thương bao la được. thế thôi. nói như vậy là để tán thán cái hạnh, cái hạnh xuất gia. nhưng bây giờ những người đang cư, tại gia chúng ta cũng tu tập được chứ không phải không. nhưng chúng ta, à, tu tập như thế nào, thương yêu như thế nào, để đừng để lại khổ đau cho vợ con mình cho chồng mình cho vợ mình cho con cái mình làm thế nào để chúng ta biến gia đình chúng ta trở thành một cái đạo tràng biến người bạn của mình trở thành bạn đồng tu biến các con của mình trở thành những người tín hữu phật tử tín đồ để gia đình cùng một lý tưởng cùng một cái lý tưởng sống sống trong cái phạm trù đạo đức mà đức phật đã dạy để mình phật hóa làm cho cái chất Phật nó hòa tan vào trong đời sống của vợ, của chồng, của con cái mình. Để nhà mình cái nụ cười, cái hạnh phúc lúc nào cũng cũng có mặt. Từ là ban vui, về là bi là cứu khổ. Bi là làm sao tháo gỡ những cái vướng mắt lấy khỏi cái 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 thân thể cái khổ đau trong thân thể ra lấy những cái khổ đau ra khỏi thân thể ra khỏi hoàn cảnh ra khỏi cuộc sống của của cô họ thế cho nên đó, đạo phật nói từ và bi là đi đôi với nhau chỉ khi nào ta giúp cho người khác chuyển hóa khổ đau được thì họ mới đón nhận được cái an vui hạnh phúc mà ta ban tặng, nói một cách dễ hiểu, chúng ta hay bị nhức răng. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi bị nhức răng đó nghe, là nhìn ra ngoài thấy một bầu trời ảm đạm như cái bữa cơm bữa tiệc rất ngon nhưng mà thấy chứ ăn không được. Dù ai có tặng cho mình một cái món ăn ngon dù kể một câu chuyện rất vui nhưng mà ngồi cười không nổi nhức răng cái cái nhức răng thôi là nó đã cái đau nhức đó, đó nó đã biến cái 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 sự vui tươi chung quanh nó biến cái 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 cái, cái bữa cơm ngon đó, trở thành khổ đau hết cho nên chúng ta phải giúp người bạn của mình giúp chồng mình giúp vợ mình, giúp các con mình, giúp mọi người, à, làm sao cho họ tháo gỡ những cái trăn trở, những cái bất an, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái khổ đau, nó giảm thiểu đi, lấy ra khỏi đời sống của họ, thì họ mới đón nhận được cái hạnh phúc, cái niềm vui, mà ta ban cho. cho nên từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ vì vậy đạo phật thường nói từ bi nó phải hai nghĩa như vậy thì chúng ta học phật tức là phải bắt chước cách sống của phật để làm thế nào để ta cũng có khả năng tháo gỡ những cái vướng mắt khổ đau của chính ta gỡ ra những cái trăn trở bất an những cái sợ hãi lo âu của ta ra khỏi tư duy, ra khỏi lời nói, ra khỏi hành động. Như vậy ta mới thực sự có bình yên, có an vui. Quý Phật tử nhớ từ bi là như vậy. Hỷ xả. Hỷ là gì? Hỷ là mừng. Chúng ta phần nhiều vui mừng trước những cái thành tựu của mình, trước những cái kết quả tốt đẹp của mình. Nhưng cái tâm hỷ mà Phật dạy đó, là chúng ta không chỉ vui mừng trước những cái thành tựu tốt đẹp của, của mình, những thành quả tốt đẹp của mình thôi, mà chúng ta còn phải vui mừng đến những cái thành tựu kết quả tốt đẹp của người khác nữa. Thấy người ta thi đậu mình thi rớt cái tự nhiên cái ghét người ta. Thấy họ đẹp quá cái tự nhiên mình ghét người ta. Thấy họ trắng hơn mình cái mình cũng ghét người ta. Ô nhân thân kỹ. Cái tâm chúng sinh là vậy đó. Thấy họ hơn mình cái mình ghét người ta. Tìm cách nói xấu họ. Ờ, hạ, hạ bệ họ. Hỉ không chỉ vui mừng trước những cái tốt đẹp của mình đang có đạt được mà phải tùy hỷ đến những cái tốt đẹp của người khác đấy trong trong mười hạnh phổ hiền đó có cái là tùy hỷ công đức quý phật tử có 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 nhớ câu này không nhất giả lễ kính chư phật nhị giả sương tán như lai tam giả quản tu cúng dường tứ giả sám hối nghiệp chướng ngũ giả tùy hỷ không đức đó cái nguyện thứ năm thấy ai làm được cái gì tốt đẹp mình vui mừng theo thấy ai thành tựu được cái sự nghiệp cao quý mình vui mừng theo thấy ai làm được một cái việc nghĩa lợi gì đó mình vui mừng theo thì mình cũng có được cái phước ăn theo hay không cái thay vì mình thấy người ta làm ác cái mình cũng tùy hỷ mình cũng có cái tội ăn theo dạy gì phải làm như vậy cho nên vui mừng trước những thành tựu của mình đã đành rồi nhưng vui mừng trước những cái thành công của người khác nữa cho nên lỡ nghe người ta khen mình á thì mình cũng đừng có phòng mũi đừng có lên mặt mà mình phải quán chiếu ủa, ta có cái gì để mà để đáng khen không suy đi nghĩ lại Ồ oh. Mình sẽ nguyện cố gắng gìn giữ những cái đức tính này Để xứng đáng với cái lời khen của người Hôm nay được vậy nhưng mà năm mai Nó còn đúng ở tầng số đó hơn hay là mai nó giảm xuống Khi nghe một cái lời khen Chúng ta luôn luôn phải cảm ơn Và quán chiếu Mình có cái đức tính tốt Đó hay không nếu mình thấy mình cũng có chút chút nào đó Mình nguyện sẽ gìn giữ nó Phát huy nó Để có khả năng làm lợi mình và lợi người Và không cô phụ Cái sự kính tín của Của người ta thương yêu mình Đó là hỷ đấy Là Là, là vui mừng Còn nếu nhớ nghe người ta chê mình cũng đừng vội buồn giận tỏ thái độ mà mình phải quán chiếu mình có những cái tật xấu đó không nếu quán chiếu thấy có thì mình cảm ơn vì sự nhắc nhở của người còn nếu mình quán chiếu mình không có thì đó là cái lời cảnh tỉnh để mình đừng đi vào cái lĩnh vực xấu đó được tạo tác những cái nghiệp nhân xấu vì đó là những cái điều mà mọi người ta chê trách ta lên án cho nên tất cả mọi người đều là thiện tri thức của ta hết. Nhờ cái gương xấu đó mà ta quán chiếu ta sẽ không đi theo không làm. Nhờ cái gương tốt đó để ta học hỏi. Cho nên ở cái hoàn cảnh thuận là thiện tri thức. Gặp cái nghịch cảnh là ác tri thức. Nhiều khi thị hiện cả Biết đâu cái người đó Họ làm một cái gì đó Họ thị hiện Bồ Tát Thánh Hiền thị hiện Để thử thách mình Cho nên Các tổ có câu nói là Vô ma khảo Bất thành đại đạo Không không gặp chướng duyên Không gặp nghịch cảnh Nhiều khi chúng ta chủ quan Mà chúng ta thất bại bị mắng, bị chửi, bị rủa, bị trách, bị phạt, bị la, nhờ vậy mà mình cảnh tỉnh. Cho nên nhờ những cái khảo tra đó mà mình biết cái đạo lực của mình nhiều hay ít. Gặp cảnh dễ giận dễ sân là thấy đạo lực của mình còn kém, phải ráng tu. Ai nói gì thì mình cứ nghe Nghe để quán chiếu Để học hỏi, để chuyển hóa Chứ không phải ai nói gì thì mình cứ trơ trơ <laughs> Như vậy là không được nha Không có chuyển hóa Xả là gì? Xả là buông bỏ Xả là buông bỏ Mình Nhà Phật có cái từ gọi là hành xả hay là thí xả? Hành là hành động, xả là buông bỏ, mình thể hiện cái sự buông bỏ đó qua hành động, qua lời nói, qua suy nghĩ. Hoặc là thí xả tức là mình hiến tặng, nó cũng là nghĩa hiến tặng, mình tặng cho họ một cái cái chiếc áo. Nhưng mà mình thấy người ta đói thì mình hiến tặng cho cơm ăn, thấy ta lạnh hiến tặng cho ở mặt. Chúng ta thấy người ta mình có gì cho, chứ không phải là mấy cái đồ mình đã bỏ rồi, mấy cái đồ mình không mặc tới rồi, đem bố thí thì cũng tốt thôi. Nhưng người Phật tử chúng ta không phải làm như vậy. Chúng ta đang có cái gì và người ta không có, mình có thể sẵn sàng chia sẻ. Nhiều khi hiến tặng cái cái ngoại tài vật chất ở ngoài thân có những khi chúng ta hiến tặng nội tài vật chất trong thân ta tôn giả sáng lợi phật ngày xưa đó nghe đức phật nói cái hạnh thí xã của bồ tát á, ngày phát nguyện học theo vừa rời khỏi pháp hội đi thấy một người thanh niên ngồi khóc bên đường thưa ông ông có gì khóc khổ đau vậy coi tôi giúp được không cha tôi bệnh mắt thầy thuốc bảo bây giờ chỉ có cái con mắt, uh, nào mà tốt nhất á thì mới có thể trị được thôi lấy cái sinh con mắt của ta trị ngài nghe nói vậy thôi mình mới học mà thực hành chứ đây uh, tôi có đôi mắt này ra ông có thể dùng được tôi tặng cho ông một con ồ nếu được thầy cho là quý hóa lắm đây ông lấy rồi dạ thôi thầy cho thầy lấy đi chứ tôi không, không dám lấy đâu ngài mới móc con mắt bên trái đưa cho ông nói thầy ơi không phải ông thầy thuốc bảo phải lấy con mắt bên phải kia <laughs> chứ không mắt bên trái không có được thôi lỡ rồi móc luôn con mắt bên phải đưa cho thì lúc đó ngài đau nhất không còn thấy thì nghe ông kia nói trời ơi con mắt của ông tu hành gì đâu mà nó dơ quá <laughs> nó không đủ tiêu chuẩn cái ổng quăng xuống đất ngài xá lợi phất nghe quăng cái bịch vậy đó tam bằng lục tặc nổi lên mình cho nó nó bắt mình phải móc cho con mắt móc bên trái nó đồ không phải nó đồ bên phải bây giờ móc hết hai con nó còn chê mắt mình ghèn không à mắt mình cườm không à mắt mình uh, vừa cái tâm sân hận nổi lên thì lúc đó trời đế thích mới hoàn lại cho ông con đọc được cái tâm niệm của ngài biết ngài phát tâm tu bồ tát hạnh con mới thử có một lần hai lần ngài nổi sân lên để vậy sao ngài tu được ngài xá lợi Phật mới suy nghĩ thôi tu bồ tát hạnh khó quá thôi trở lại tu hạnh thanh văn <laughs> tức là phải làm lợi ích cho mình trước cái đã để mình có nhiều bản lĩnh mình mới có thể làm lợi ích cho người từ là hiến tặng bi là tháo gỡ những khổ đau hỷ là vui mừng trước những thành tựu của mình và của người xả là hiến tặng nhưng mà hiến tặng như thế nào để à, không để lại khổ đau không để lại hệ lụy hiến tặng như thế nào để cái tình thương đó được tự do, được thênh thang, được nguyên vẹn cái bản chất thương yêu. hàng ngày chúng ta phải, phải thực tập. Bởi vì nó là một năng lượng luôn luôn phải khởi động. Chứ nó không phải là đóng khung để nằm yên. cái năng lượng mà nằm yên thì cái quạt nó không xoay cái quạt máy nó phải phải quạt nó mới chuyển động không khí nhiều khi chúng ta hay mở cái quạt máy nó thổi vù, vù vào người chúng ta nhưng thật ra đó cái mát đó nó nguy hiểm lắm cái quạt máy nó làm cho không khí ở trong cái không gian này nó chuyển động để chúng ta cảm thấy nó nó nhẹ nhàng nó mát còn mà nó thổi sẵn vào này nếu trong người yếu mà lỗ chân lông đang hở mồ hôi ra nhiều khi trúng gió cho nên các bạn mà ngủ mà cứ mở cái quạt nó xoay ngay người đó nguy hiểm lắm chuyển động thôi cũng vậy cái tâm từ bi nó là một cái năng lượng nó luôn luôn phải kích hoạt hàng ngày không phải chúng ta đợi đến nửa tháng mới đi bố thí đến cái dịp mà bảo lục mới bố thí đến cái, cái thiên tài mới bố thí hàng ngày chúng ta có thể hiến tặng cho người một nụ cười an lạc có thể hiến tặng cho người thân của mình bằng những cái tư duy thánh thiện bằng những cái lời nói ái ngữ bằng những cái cử chỉ triếu mến rồi rộng ra tùy hoàn cảnh tùy khả năng chúng ta có thể hiến tặng cho mọi người vật chất có măng áo mặc cho đến tiền của hoặc là những cái công việc mà ngày nay chúng ta được thấy khuyến khích là xây nhà tình thương nè làm những việc nghĩa lợi nè sư bà chứng nghiêm ở đài loan có một tổ chức một cái hội gọi là hội từ tế chuyên làm việc từ thiện tôi có đến và thăm cái nơi đó thì được biết là những người mà tham gia trong hội viên đó là tùy nguyện đóng góp tùy tâm đóng góp vào một cái cái tài khoản chung và khi một cái sự việc gì nó xảy ra giống như bên phi châu nó bị hạn hán ha bị uh, dịch gì đó thì đầu tiên là tổ chức đoàn đi qua thăm, những người tham gia đoàn tự, tự bỏ tiền túi cho không phải trích từ tài khoản của hội để chi dùng máy bay ăn ở của cái người tham gia, mà những người tham gia là những người bỏ tiền túi ra làm cái quỹ này để nguyên qua bên đó, đầu tiên cho họ ăn uống, à, cho họ trị liệu. Kế tiếp nữa, tìm hiểu nghiên cứu ở nơi đó họ không có công an việc làm, đất đai khô cằn không làm gì được cho nên họ, họ tư duy và họ sang đó cất một cái nhà máy. nhà máy chế biến cái gì đó, làm gì đó và cử cái chuyên viên sang để lãnh đạo và đào tạo cái đội ngũ lấy người dân bản địa đào tạo. đào tạo cho họ quen công việc để đầu ra đầu vô nó thuận lợi rồi đào, đầu tư cho họ có công an việc làm sau đó bàn giao trọn vẹn cái công ty đó cho những người bản địa đó và họ rút về. Mình có thể cho họ ăn no được một buổi, ấm được một ngày, nhưng làm sao để cứu giúp cho họ có công ăn việc làm dài dài để họ tự nuôi sống của họ và mình chỉ yểm trợ những cái mảng nào họ cần chứ mình không thể nào mà đem cơm cho họ ăn hàng ngày. Cái tổ chức đó rất hay, chúng ta cũng nên tư duy để học hỏi trước đây tôi có tiếp chuyện với một người phật tử đó cũng thường đầu tư kinh doanh thì ngồi nói chuyện cái cô ấy hỏi thầy ở chùa đốt cái hương thơm gì mà cái mùi rất là đặc biệt tôi nói dạ thưa đây là hương bài cô nói hương bài là hương gì con chưa nghe và đây là cái hương bài đặc sản của việt nam của vùng bắc bộ việt nam trong Nam mình không có cái hương đó Cái hương bài nó giống như những cái lá xả vậy đó Trồng ngoài ruộng, ngoài bờ nhiều lắm Cái cái hương đó người ta Người ta hái lên ta phơi khô Và người ta xay ra Ta gói lại Gói giấy á, thành cái hương Đốt cái mùi nó thơm, nó thoang thoảng Năm 1983 đó Lần đầu tiên tôi ra Bắc Vào cuối tháng Giêng Thời tiết lạnh Bước vào chùa cái không khí lạnh nó xe xe như vậy vào trong chùa nghe cái hương bài nó cứ quyền quyện nó thoảng thoảng ở chung quanh cảm thấy nó, nó không khí an tĩnh yên bình của ngôi chùa quê cộng với cái hương thơm của trái bưởi diễn và cái hương bài đó, nó làm cho mình cảm thấy tiêu sái như thế nào đó. sau khi tìm hiểu và tôi tôi xin hỏi cái mua cái nhà đó về thì tôi mới nói sẵn dịp đây À, nếu quý cô có khả năng á, nên tư duy đầu tư vào cái này mình chế ra cái hương liệu hương bài để cho người dân của mình có công ăn việc làm thay vì hương bài đã phần làm theo gia đình thôi không có công ty nào làm mà mà tại sao mình không làm những cái hương liệu đó để cho người dân mình có công việc làm và mình có thể giới thiệu mình xuất ra nước ngoài bây giờ là mình đi ra mua hương của nước ngoài đem về hương ấn độ dầu thơm không ạ à? hương nhật thì nó có phong cách của nó mà trong khi mình mua mình đi ra nước ngoài mình mua mua đồ bên ngoài là mình mất ngoại tệ tại sao mình không chế biến để cho mọi người mình ở vùng nông thôn trồng trọt hương bài rồi mở công ty để mọi người làm thì mình giúp cho đồng bào của mình có công ăn việc làm và họ làm bằng đôi tay của họ khối óc của họ cái chất xám của họ họ có cái đời sống ổn định đó là chính mệnh và chính nghiệp cái đó các vị làm được như vậy là các vị đang bố thí đó đang làm từ thiện đó cũng là công việc đó có một lần tôi đi làm lễ cho một cái công ty ở dưới Bến lức họ nhập những cái phụ kiện từ bên nhật về công ty này nó ráp xe ráp xe honda rồi ảnh mới chia sẻ với tôi ảnh là đệ tử của sư cụ vạn đức của cố trưởng lão hòa thượng thượng trí hà tịnh ảnh nói con mỗi mỗi công việc làm về cuối năm đó sau khi tất niên rồi con trích cái 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 số tiền mà lợi nhuận có được đó con đi làm từ thiện con cũng xin chia sẻ với thầy để thầy mừng cho con ồ các anh làm được như vậy thì rất là tốt trong câu chuyện vui đó tôi mới nói là à, tôi có một suy nghĩ thế này anh làm từ thiện vậy rất tốt nhưng anh một năm anh làm có một lần thôi tôi gợi ý anh có thể làm từ thiện mỗi ngày anh trố mắt lên anh nhìn anh nghĩ là chắc mỗi ngày phải trích quỹ ra để cho tôi nói không đối với những cái nhân viên mà cộng tác với anh đó anh phải đặc biệt quan tâm đến đời sống của họ có công thì phải thưởng tội thì phải phạt anh chăm sóc cho họ để họ có khả năng nuôi gia đình họ được nhờ họ làm công ty này có những cái cái lợi nhuận chính đáng họ nuôi được gia đình họ cho nên công ty là cái nhà của họ là môi trường sống của họ họ sẽ gắn bó và trung thành với công ty như vậy là anh đang làm từ thiện mỗi ngày mỗi giờ tại sao những người cộng tác với mình những người mà làm ra sản phẩm cho mình để mình uh, buôn bán có lời công ty mình nổi tiếng lên mà mình không quan tâm chăm sóc họ nhiều khi mình cắt mình xén bớt của họ để đi mình làm từ thiện với những người mình không biết gì hết đó. những người đó không hề mà 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 quen biết nhiều khi cho họ ăn rồi họ đi ở không họ làm những việc tội nữa Tại sao những người cộng tác mình Mình không chăm sóc họ Nói như vậy nó hơi mong lung Nhưng tôi muốn chia sẻ với các Phật tử Từ bi hỷ xã Nói, nói một cách nào là, là, là hiến tặng Là chia sẻ Cái gì cũng có thể hiến tặng và chia sẻ được Nhưng đừng để hệ lụy Nhưng đừng để khổ đau loại người muôn loại chúng ta có thể hiến tặng và chia sẻ hiến tặng cho con kiến một hạt đường cho con chuột một hạt gạo hiến tặng sự sống cho nó hiến tặng à, cho mọi người cho thôn xóm một cái dòng sông sạch tại sao chúng ta cứ xả rác cứ quăng rác xuống dưới những con kinh đó để có những đội ngũ thanh niên họ bức xúc họ phải lặn lội xuống cái sọt kinh rạch như vậy họ vét lên những hình ảnh ngày nay đó chúng ta thấy nếu như được được cùng một cái lý tưởng cùng một cái tâm nguyện thì hay biết chừng nào tối hôm qua mưa lớn lắm ở khu vực quận 10 mưa rất lớn mưa thật lớn nhưng mà mưa đầu mùa mới có một trận đường ngập cống nó ngập vì hàng ngày á cái gì cũng đổ xuống cống mấy cái người bán buôn bên vệ đường bên hẻm đó đó là cứ đổ xuống cống nước rác cứ đổ đó hậu quả mưa ngập nước sình nước lầy dơ lên dẫm vào đó rồi nhiều khi lỡ chân lỡ cẳng sông rạch cứ thảy rác cứ bỏ rác xuống đó cấm đổ rác cấm dân câu thế mà ở đằng kia có người vừa quăng rác chỗ này có người đang thả câu cái ý thức của chúng ta còn kém cái cái tinh thần bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường xanh. bảo vệ không phải cho ai, cho ta, cho con cháu của ta. còn kém. cho nên chúng ta phải học cái hạnh thí xã. vì đó là cái lợi ích chung trong đó có ta, con cháu ta, thế hệ tương lai con cháu ta được hưởng những cái hạnh phúc tốt đẹp đó bằng những cái ý thức có trách nhiệm, có tỉnh giác. Công đức rất lớn. Cho nên chúng ta phải chung tay lại để hiến tặng cho mọi người có được cái không khí trong lành, có được cuộc sống tốt đẹp, có được cái môi trường an lành. Đó là chúng ta đang tu đó chúng ta biến những lời phật dạy qua hành động của ta qua suy nghĩ của ta qua lời nói của ta và lan tỏa đến mọi người mọi nhà đều có trách nhiệm đi ra đường không vứt rác trên xe không vứt rác xuống thấy có những chiếc xe rất là sang trọng mà đang đậu ngã tư vậy tự nhiên cái kiến mở xuống thấy quăng cái lon trà sữa trân châu xuống thành ra văn hóa là ở đó văn hóa tức là lời nói hành động sinh hoạt có ý thức có trách nhiệm đó là văn hóa chúng ta biến cái đẹp đó hòa tan trong cái phong độ của ta trong cái ý thức của ta trong lời nói của ta trong hành động của ta không để lại cái hậu quả khổ đau làm cho môi trường bị vẩn đục dòng sông bị ô nhiễm cây cối không còn có cái không gian để nó nó thả ra những cái dưỡng khí cho ta mỗi ngày chúng ta đều làm được như vậy rồi thỉnh thoảng tham gia vào những cái pháp hội à, để chúng ta chia sẻ hiến tặng đến những người bất hạnh những người khổ đau thí thực cô hồn cũng là nghĩa đó đó cũng là nghĩa đó thì hôm nay xin chia sẻ về cái hành động hiến tặng đến quý phật tử mời các vị hãy dành thời gian tư duy nhiều tư duy nhiều để chi để chúng ta thật sự có bình yên vì những cái cách sống của ta không để lại hậu quả khổ đau không để lại hậu quả làm đổ vỡ sự bình yên cho nên Hằng ngày chúng ta có bình yên, thì chúng ta mới nở nụ cười tươi, mới có thể học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Đó là bài sám nguyện ở chùa mỗi ngày đọc. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiếu dục, sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khang, nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. những những lời mà chúng ta đọc hàng ngày chúng ta phải biến nó á, qua hành động biểu hiện nó qua hành động qua lời nói và qua, qua, qua suy nghĩ được như vậy thì hạnh phúc luôn luôn hiện diện bình yên có mặt thì hạnh phúc có mặt và bình yên hạnh phúc là bóng dáng của giải thoát cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn có sức khỏe, tinh tấn tu tập